Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha R1 nâng cấp đỉnh điểm công nghệ trên đất Việt. Các chiếc Yamaha R1 là mẫu xe được trang bị cho mình công nghệ đường đua, được Yamaha áp dụng khách hàng sử dụng trên cái đường phố. Được nhiều biker ưa chuộng bởi cái độ thẩm mỹ cũng như hiệu suất sức mạnh vượt trội từ nguyên cái khối động cơ Austin đặc thù. Và các chiếc R1 trong lý hôm nay thuộc sở một cái người chủ đất Việt, với gói độ không thua kém gì những bản độ nào từ trước này. Cái chiếc Yamaha R1 độ hôm nay sở chỉ mình diện mạo năm 2016, nó bật với cái tình tiết hút gió lớn ở trung tâm mặt nạ và hệ thống cái đèn Procentor kết hợp cùng với DL định vị ban ngày rất ấn tượng. Giữ nguyên cái mẫu series thiết kế tiền hạng sức, người chủ của chiếc xe đầu tư không ít những phụ kiện đồ chơi cao cấp dành cho chiếc xe này, đem lại cho nó một cái diện mạo mới mà ai nhìn vào cũng là ao ước. Đầu tiên ta thấy được phần đầu gây ấn tượng chi bục kính gió MA 8 khối, chụp kính ATS, kiểm soát hệ thống phanh và con bánh lái thông qua cái cặp đôi Rainbow Medis, cái cụm tăng Moto Rose, cái gương gù CAC Android bảo vệ tay lái ATS Carbon, nâng cấp diện mạo cho cái phần chân thương hiệu của giảm sóc Hardin cho cả trước lẫn sau, bộ bánh Osset Racing cái màu xám titan, cái một trọng lượng lực cực nhẹ cùng với độ thẩm mỹ lực cực cao, cái bộ đôi phanh đĩa trước sau Rainbow Bridge cao cấp kết hợp cùng với đĩa trước Rakotec hãy dùng heo du kèn bấm đầu ép. Thân xe xuất hiện ở với những món đồ chơi hỗ trợ như ốp nồi CVT Racing, đèn chở sáng Leston chống đổ TDS hoặc các chân Cristurin cua chống đổ Isportex chạp bên đạp Rainbow Bridge. Ngoài ra, nhằm hoàn thiện cho khung xe và những bộ phận khác thì người chủ còn trang bị cho mình một cái bộ ốp bình sạch carbon, ốp tường carbon, nâng cao cái độ thẩm mỹ phần hồng khi tháo bỏ chắn bụng và tích hợp biển số thông qua cái phát CNC cao cấp và cải thiện hiệu suất âm thanh qua một cái dàn ống sạc SD Proset 3/4. Yamaha N1, cái bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm, đẹp ngất ngây trên đất Thái. Cái chiếc Yamaha N1 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 6 năm TH Anniversary được Yamaha tạo ra nhằm đánh dấu một cột mốc phát triển vượt bậc của Yamaha Moto. Sổ cái tông màu vàng trước cái thầu nó bật, trên cái dải hoa văn sọc trắng đen tạo một cái diện mạo cho phần tốc độ. Vẻ đẹp đặc biệt của em nó được khẳng định hơn khi vào tay cái xưởng độ HT Moto trên đất Thái. Hãy cùng chiêm ngưỡng với chúng tôi bản độ dưới đây. Sổ cái tông màu vàng khác biệt với những đường tem sọc đen khá hiện đại cho cái tốc độ. Sửa đổi bắt mắt, cái phần đầu được thay đổi kính chắn gió Zero Gravity, cái màu xám khói để ấn tượng, vừa giảm sức ép dừng lại. Kiểm soát cái phanh được tốt hơn nhờ vào cái trang bị cái cụm phanh Rainbow Bridge cao cấp. Sự thay đổi thương hiệu Taycan CIC Carbon siêu nhẹ, tăng chỉnh linh hoạt, cải thiện việc cắt con được chân chu hơn. Bình xăng được trang trí bảo vệ ốp Chesswood Racing được thiết kế từ carbon. Hệ thống cái dàn chân đã bật với mâm là tiêu chuẩn cái màu vàng đồng dành cho phiên bản đặc biệt 60 TH Anniversary. Ngoài ra nhiều thay đổi như cặp phanh của Rainbow Bliss HB, KLS, ngắt dầu Subus, đĩa của Rainbow D-Rise và cải thiện được hiệu suất phanh cũng như cái độ thẩm mỹ rất cao. Hai bên động cơ được chăm chút rất kỹ lưỡng với ốp nồi CB được ốp cộng bơm bóng 7 đi cùng full ốc titanium. Chi tiết một bộ combo dầu S ngắt dầu Starbus và được đan xen và chiền khá là gọn gàng trong bộ góc sau. Ngoài ra cái chắn vùng sau cũng được ốp cộng bơ. Cái bộ ốp carbon vẫn không làm mất điểm hiệu của Anaris. Ngoài ra bản độ còn được thay đổi ống xả Anaris cho ra thứ âm thanh vừa được hơn, độ thẩm mỹ được đẩy cao hơn so với ống xả titanium nguyên thủy. Hệ thống phanh sau được nổi bật với phanh của Rainbow Bliss phát ASV Racing ốc vàng bên nịnh. Mang đến cái sức mạnh cho cái chiếc Yamaha R1 phiên bản đặc biệt lần này là có động cơ hút khí tự nhiên DOC 4 xà lan hàng với dung tích là 998 cc, cho ra công suất 198 lực tại vòng tua máy 13.500 vòng trên phút, mô men xét tại 112.4 Nm. Bản độ được thực hiện đến từ cái xưởng HT Moto. Cảm ơn bạn dẫn này là tiếp, nhớ like, subscribe.